Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Muôn Loài Động Vật. Muôn Loài Động Vật sẽ đưa các bạn đến với các loài động vật độc và lạ, bảo đảm các bạn chưa bao giờ nhìn thấy cũng như nghe thấy. Vậy hôm nay, Muôn Loài Động Vật sẽ cho chúng ta khám phá loài động vật nào? Xin mời các bạn cùng hướng mắt về màn hình nhé. Nhắc đến khu rừng nổi tiếng và lớn nhất thế giới thì chắc ai cũng nghĩ ngay đến khu rừng rậm Amazon với tổng diện tích 4 triệu km2. Sở dĩ rừng Amazon nổi tiếng trên toàn thế giới không những bởi diện tích khủng mà còn nhờ những loài động vật hiếm lạ mang trên mình những nguy hiểm khôn lường. Nhắc đến đây, tôi không thể ngừng quên loài động vật được mệnh danh là sát thủ rừng Amazon. Đó không phải loài nào khác mà chính là loài bọ. Với một con bọ bé xíu thì có thể làm gì được nhỉ? Các bạn đã hoàn toàn sai rồi nhé. Bọ sát thủ hay bọ ám sát là một họ côn trùng gồm các loài bọ. Chúng là những loài bọ ký sinh hút máu, có chiều dài từ 4 đến 40mm. Chúng cắn rất đau và khi tiêm nước bọt vào các con côn trùng nhỏ sẽ làm mô tan chảy ra, sau đó chúng sẽ hút hết chất lỏng vào bụng. Hơn hết, điểm thật sự nổi bật chính là lớp ngụy trang ghê rợn của nó, đó chính là xác nạn nhân được dán vào lưng. Các bạn không nghe lầm đâu, bọ sát thủ là những côn trùng hung dữ có thể hút sạch dịch thể con mồi và phát xác chúng trên lưng. Chúng là những côn trùng chuyên đâm thủng con mồi, hút khô thân thể nạn nhân nhờ một loại vũ khí đáng gờm, một cấu trúc hình kim nhọn, cong, được gọi là rostrum, và sau đấy phát xác lên lưng đi. Các loại bọ này thường được phát hiện cộng theo một khối lượng khổng lồ các xác chết khô héo. Đây cũng là cách thức ngụy trang hiệu quả, cũng như là áo giáp che chắn lúc cần. Nhưng để tiếp cận nạn nhân cũng không phải là điều dễ dàng gì. Bọ sát thủ bắt con mồi khi chúng mất cảnh giác. Chúng quan sát con mồi hết sức kỹ và dễ dàng tiếp cận nạn nhân bằng cách hòa nhập vào môi trường xung quanh thông qua mùi hương của chúng. Khi xác định con mồi đã ở trong phạm vi, bọ sát thủ lao vào nạn nhân của nó. Sau đó, nhờ phần mồm đặc biệt cứng sắt, chúng sẽ đâm thủng bộ xương ngoài của đối phương như kiến, mối, ong. Men tiêu hóa được bơm qua lồng ngực, con mồi phải mất tới 15 giây mới có thể khuất phục thực sự. Thật thú vị phải không các bạn? Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích chính xác cách thức bọ sát thủ có thể dán vỏ của con mồi côn trùng vào lưng chúng. Có thể là xác chết được dán vào lưng của nó bằng cách sử dụng chất tiết dính nào đó. Bộ giáp ngoài đặc biệt cũng hoạt động như một chiếc áo giáp chống lại những kẻ săn mồi của loài bọ sát thủ như tắc kè hoặc nhện nhảy. Quả là loài vật nguy hiểm nhưng không kém phần thông minh và sắc sảo. Ngụy trang bảo vệ mình bằng chính xác loài động vật mà mình tiêu diệt, xứng đáng với danh hiệu bọ sát thủ của rừng Amazon. Sau khi xem xong video này, các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Video sau, Muôn Loài Động Vật sẽ cho các bạn khám phá các loài vật khác nữa. Mỗi video là một điều thú vị. Nào, chúng ta cùng chờ xem nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.